Đây, quý vị thấy không? Tôi có Nhìn bao nhiêu tuổi đầu đâu mà tóc bạc trắng cái đầu. nhớ đến chút mắt Đó rồi, đỏ ông nói là ông không nhớ tôi nữa đi. Bây giờ ai á hả che tóc bạc cho ông? ai khổ gì ai sao vậy Cái ai khổ gì ai gì đó thôi mẹ mất con đi xin bản quyền mà này con hát không đi xin bản đâu quyền mình đọc thơ đi em biết cho em anh khổ gì ai ai khóc gì ai thì đâu có tiền bản quyền đâu có tiền bản quyền đâu tay luôn nha cô mình không có chim nhạc vô cô đời biết không cuộc sống với bộ mình là toan khó khăn không làm cho ý chí cho nên cũng phải buông ba nơi xứ người nhìn cái giao diện đẹp vậy thôi chứ nó tóc quá cho bạn luôn bạc hết rồi xanh bạc mấy đây là mascara khô à, ai nhà các bạn muốn biết mình vậy ta cho anh mượn cái lượt cái nó khô lại mẹ cô rang cô róc lại luôn á xong cái xài nghe nó khô là cái mẹ mẹ ở chỗ bạc cái mẹ mẹ vút lên đây mẹ muốn cây xỉ dạ xỉ là khi mình có tiền còn khi mình không có tiền mình làm như vậy à cái gì cấp độ cây này là nhiêu đừng bài lục xuống lòng mấy cái này là mình xài mắt ra xong thời gian nó khô mẹ cái mình là lôi lên nó mẹ cái đầu ông rắc, ông rắc với tiêu. Xịt là khác, rắc là khác nha. Không, bình thường mấy ngày nó quay không cần phần mềm. Tự tuôn luôn nha. Nó tự tuôn cái mặt luôn. Quá đẹp dễ sợ luôn á cuốn. Chuyện. Giá mình nè, đẹp quá. Đó. Mấy cái này tập bốn. Mà chưa phát cảnh. Chào chào. Bây giờ nó phát hiện cái vấn đề nhé. Rẻ hơn. Ôi vậy hả? Ủa vậy mà một tổng cũng là một bộ 8 phím dài 22 cm. Sao mình thấy mặt đó là? Sao mình đi mình không thấy? Tụi em mới được nơi đó, cái chợ này quá trời. Cái mặt đó hả? Cái mặt ngoài là đâu có thấy đâu. Mà đề bán hả? 6-7 triệu một bộ mà có 4 phím. Dài 22 cm tùy cho anh chọn. Mẹ lần tới mình thấy tụi em mặt đi bạn. Mua mà thấy, nếu mà lâu xài kia mấy, dài kia mấy không? Mình cho bà bỉ cho mấy cái cắt này nè, là mẹ mua có 4 triệu 5 đồng à. Rẻ dễ sao rẻ. Ủa vậy mình đưa tới mình qua đi mình quất cái đầu vài km đi. Cái đầu thòng của mình xe cho anh em. Mình xe cho anh em. Cái gì nó sẽ dùng sẵn cho cô luôn. Cô về có dùng đỡ hơn tóc. Đó là nữa thì nó giả phải không? Thì luôn mày vàng trăm trăm. Ủa ai cho anh em? Ủa nó không có cái gì? 18, 16, 16, 18. Nhưng mà lấy cái sấy. Rồi nếu mà cô muốn uống, cô uống luôn, cô uống sẵn cho cô luôn. Cô nhớ về, cô uống nữa. Có cái mắt luôn là 200 đô, còn lại là ra bên này nè. Mấy không? Không. Alo. Dạ. Đó là người già. Dạ. Dạ dạ. 10 giờ, 10 giờ. 9 giờ qua đi, 9 giờ mấy qua đi. Bên này. Dạ dạ, đi đó, cuối phòng đi. Sao sao xuống phải không? Dạ, mời ai nè? Mời là Hồ Trâm Yên. Dạ, mời ai nè? Mời là Hồ Trâm Yên. 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 Mời Ái Thị Châu. Hôm nay là đây là MC của chương trình. À. Nóng khủng khiếp. Rồi. Nóng ha. Có làm không? Chưa chừng mà phải làm gì. Muốn mãi sắp để mà muốn cái cái gì hay là ủa anh bán đĩa hả? Ừ, anh với bà Thảo sắp đĩa nãy giờ. Anh tưởng bán đĩa chứ. Ướt, ướt nhẹ như tắm luôn nè. Không có xả. Chúng nhẹ tắm mà vô đi.